Xin được kính chào các anh chị em. Hôm nay chúng tôi chào bán một cái mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado 2012. Các anh chị em có thể thấy thì cái mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado này thì còn rất là mới, rất là đẹp, biển rất là đẹp các bạn nhé. 51536 các anh chị em này. 51536 các bạn nhé. 51536. Xe này còn khá là đẹp. Độ thêm khá nhiều những phụ kiện. Chìa khóa đây các bạn này. Chìa khóa đây. Đấy, Prado nhé. Đây chúng ta sẽ đi một vòng thôi. Đây lốp này. Lốp lắp mà mâm xe còn nguyên bản này. Đấy. Đây. Còn khá là nguyên bản này. Đấy, tem xe trước đây. Khách hàng rất là cầu kỳ xe này của chắc lịch các bạn nhìn. Đấy. Chắc lịch đây. Keo chỉ còn nguyên bản. Keo chỉ nguyên bản. Những cái dòng xe địa hình của Toyota thì có Toyota Land Cruiser và Toyota Prado. Hai cái mẫu xe này thì được rất được yêu mến tại thị trường Việt Nam. Và có những thời điểm nó tạo nên một cơn sốt rất là lớn. Xe được trang bị camera lùi. Camera lùi nhá. Đầy đủ hết nữa. Đây. TXL các bạn nhá, TXL. Đây cửa hậu này. Rất là chắc chắn các bạn nhá, rất là chắc chắn. Đấy, cửa hậu. Đầy đủ hết các bạn nhá. Không có thiếu gì cả. Đầy đủ hết nhá. Đây, chúng ta có được thấy đây. Từ những đường keo chỉ vẫn còn rất là nguyên bản. Đường keo chỉ. Đường keo chỉ. Còn khá là nguyên bản. Đó, đường keo chỉ rất là nguyên bản. Xe 7 chỗ. Đó, xe 7 chỗ. Điều kiện showroom của chúng tôi thì nó hơi tối một chút để mong các bạn thông cảm nhé. Đó, đồ. Dán kính thì được dán kính loại rất là xịn, Vicool nhá. Dán loại Vicool. Đấy. Đằng sau này, bên cửa sau bên trái này, keo chỉ vẫn còn nguyên bản nhé. Đấy, keo chỉ. Nãy chúng ta sẽ vào khám phá nội thất. Đây các bạn nhìn thấy đây, keo chỉ vẫn còn rất là nguyên bản. Đây, cái không gian khoang nội thất đây. Nội thất thì được mọc với ghế da màu đen nhé. Đấy, mọc ra ghế da màu đây. Rồi, xe được trang bị đầu DVD camera lùi, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng một lọc nhé. Điều hòa tự động 3 vùng một lọc. Xe đi thì còn xe được bao nhiêu bàn tay các bạn nhé. Độ tên cái chế độ engine start top các bạn nhé. Engine start top này. Đấy. Ok. Rồi các bạn đọc trước nhé. Rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Xe đi được 68.590 km nhé. 68.590 km. Còn rất là mới. Đây, động cơ số rất là mới. Một số đây. Đấy. Vô lăng lái chưa có dấu hiệu mòn tí nào cả nhé. Hơi tiếc một chút là cái thời điểm đó thì xe được cái trang bị cái ghế chỉnh điện, ghế chỉnh cơ các bạn nhé. Hệ thống lên kính thì toàn bộ là ôn auto rồi. Tức là lên xuống kính là gần như là lên xuống kính là tự động chống kẹt tất cả các cửa lại. Nhưng mà hơi tiếc một chút để ghế vẫn là chỉnh cơ. Xe này chào bán là 1.250.000.000 các bạn nhé. 1.250.000.000. Đây. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng lập. Rồi. Ghế này. Ghế bọc da rất là mới. Hơi tối các bạn nhé. Tối. Nếu như các bạn nào mà có nhu cầu sở hữu cái dòng xe này thì hãy đến trực tiếp tại showroom để xem xe nhé. Đến trực tiếp tại showroom để xem xe. Trực tiếp showroom của chúng tôi là chợ ô tô Đình Thái các bạn nhé. Trực tiếp showroom để xem xe. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Động cơ 2.7 này. Rất là mới nhé. Nếu giá thì đang chào 1.250.000.000 nhé. Có thương lượng giá. Nếu như các anh chị nào có nhu cầu mua cái mẫu xe đã qua sử dụng hay cần chúng tôi định giá ô tô là hoàn toàn miễn phí nhé. Cứ gọi điện cho hotline chúng tôi 0939063333 là hoàn toàn miễn phí nhé. Và nếu như anh chị nào có nhu cầu đăng ký mua bán những cái mẫu xe đã qua sử dụng này thì hãy cứ đăng ký kênh, ấn like và đăng ký kênh thì sẽ được tặng ngay hoặc là tặng một cái phiếu giảm giá trị giá 10-20 triệu đồng vào ngay tài khoản của các bạn khi các bạn đến showroom và ký hợp đồng mua xe các bạn nhé. Là thay mặt những người làm chương trình xin được gửi chúc sức khỏe đến các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn.